Thưa quý vị, đám cưới tập thể tại lễ hội Băng Đăng Cáp Nhĩ Tân, tin từ Cáp Nhĩ Tân. Hoạt động cưới tập thể được tổ chức hàng năm sau khi thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc khai mạc lễ hội Băng Đăng quốc tế. Và cũng không ngoại lệ, năm nay những đôi uyên ương đã đánh dấu ngày trọng đại của đời mình bằng một đám cưới tập thể diễn ra tại lễ hội Băng Đăng quốc tế Cáp Nhĩ Tân năm 2016. Dưới cái lạnh âm 20 độ C, 15 đôi uyên ương trong đó có một cặp đôi đến từ Ukraine đã cùng đọc lời thề nguyện và trao nhẫn cưới cho nhau. Cô dâu Sunny Leon, 27 tuổi, cho biết cả cô và chồng mình cùng lớn lên ở Cáp Nhĩ Tân. Cáp Nhĩ Tân là một thành phố của băng và tuyết, vì vậy mà họ muốn tổ chức lễ cưới trong bối cảnh này, vì đây là một điều rất có ý nghĩa đối với họ. Một cặp đôi khác, người quen biết với nhau đã hơn 7 năm, nói rằng đây là những giây phút quan trọng nhất trong đời của họ. Cô dâu Khi Hoang Mei, 27 tuổi, đã nói đây là một kỷ niệm đẹp khi họ nhìn lại sau nhiều năm trong cuộc đời. Thành phố Cáp Nhĩ Tân là nơi lạnh nhất ở Trung Quốc. Nhiệt độ tại đây có thể xuống tới âm 30 độ C. Lễ hội Băng Đăng quốc tế năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay và dự kiến là sẽ kéo dài cho đến tháng 2.